thoi thóp hơn 2 năm, giờ tô cho rút ống thở Novaland. Cuối năm 2022, thị trường bất động sản bắt đầu trầm lắng, lại dậy sóng bởi các tin đồn về việc tập đoàn Novaland bị mất thanh khoản, cắt giảm nhân sự, sa thải nhân viên. Đến ngày 10 tháng 11 năm 2022, ông Bùi Sình Nhơn rơi vào danh sách không còn là tỷ phú của Forbes. Cuối tháng 12 năm 2022, Novaland cầu cứu chính phủ về những vướng mắc liên quan đến điều chỉnh quy hoạch. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công văn gửi Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường tháo gỡ khó khăn cho Novaland. Vào ngày 6 tháng 5, báo Thanh Tra đưa tin về Novaland. Theo một số chuyên gia, lúc đó bà Trương Mỹ Lan mới bị bắt nên chính phủ không thể không cứu Novaland. Bởi nếu để cả Vạn Thịnh Phát và Novaland sụp đổ cùng một lúc thì sẽ gây chấn động mạnh đến hệ thống ngân hàng, thậm chí là cả nền kinh tế. Thật ra Novaland là con bệnh, mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Chính phủ ra tay cứu bằng cách đặt ống thở thì cũng chỉ kéo dài hơi tàn cho doanh nghiệp này, chứ không thể nào chữa lành. Novaland đã bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Novaland kéo dài được chút hơi tàn thêm 2 năm nhưng không hề hồi phục sức khỏe. Dù chỉ sống thực vật nhưng doanh nghiệp này vẫn cần phải tiếp thêm dưỡng chất. Nếu để Novaland tồn tại, nó chỉ là ung nhọt khiến cho nền kinh tế càng thêm hư thối. Thà chịu đau một lần, cắt bỏ hoàn toàn cho dứt cơn bệnh. Vào ngày 6 tháng 5, tờ báo Thanh Niên lên bài viết Novaland hàng nghìn người mất việc, khó khăn vẫn chất chồng. Bài báo cho biết tình trạng bi đát hiện nay của Novaland như thua lỗ triền miên, hàng ngàn lao động mất việc, còn những người ở lại thì bị nợ lương. Tiền mặt thì đã cạn, Novaland muốn bán cổ phiếu để trả nợ lương và các chi phí, nhưng chẳng ai dại mà ôm mớ cổ phiếu đầy rủi ro này. Vào ngày 7 tháng 5, báo Giáo dục Thời đại cho biết công an điều tra về Novaland. Vào ngày 7 tháng 5, tờ báo Giáo dục Thời đại loan tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến dự án khu đô thị Aqua City của Novaland. Như vậy, Novaland đã bị tướng Lê Hồng Nam tóm và đặt lên thớt. Liệu ông tướng công an này có xuống tay thì con cá đã không còn sức để bơi Novaland hay không? Cũng trong ngày 7 tháng 5, tờ báo Vietnamnet đăng tải tỷ phú đô la bất động sản xoay sở với nợ khủng gần 200.000 tỷ. Điều đáng nói là con số 200.000 tỷ đồng tương đương 8,3 tỷ đô la Mỹ là số nợ quá tầm đối với Novaland. Hiện nay, Bộ Công an đang đánh mạnh vào các doanh nghiệp sân sau, mà kết quả cuối cùng lại là các quan chức lớn ở Trung ương ngã ngựa. Đi kèm với đó là một loạt quan chức địa phương cũng bị lôi vào lò, không thường tiếc. Nếu bị đốt, Novaland sẽ trở thành một vụ án kinh tế lớn. Có thể vụ này chỉ sau vụ Vạn Thịnh Phát. Rất có khả năng Tô Lâm cho đánh Novaland để nhắm vào một ai đó. Bởi để tồn tại và phát triển trong xã hội này, doanh nghiệp không thể không dựa vào quyền lực chính trị. Lẽ ra Novaland có thể đã bị kéo đổ cách đây 2 năm, nhưng chính quyền này đã để cho nó sống lay lắt. Mà để duy trì sự sống cho con bệnh thường phải tốn kém hơn rất nhiều so với chi phí cho một người khỏe mạnh. Vào ngày 7 tháng 5, báo Vietnamnet cũng đưa tin về Novaland. Có vẻ như giờ đây Bộ Công an đã quyết định rút ống thở của con bệnh Novaland để nó ra đi vĩnh viễn chăng. Tuy là con bệnh sắp tàn, nhưng một doanh nghiệp lớn như Novaland có thể vẫn đang được một thế lực nào đấy bảo kê. Vì những mối quan hệ từ trước đến nay, nếu để lộ ra thì khả năng sẽ liên lụy tới rất nhiều người. Những thế lực này có thể sẽ vận động hậu trường để cứu Novaland, đồng nghĩa với việc cứu lấy sự an nguy chính trị của những kẻ liên quan mà chưa bị lộ. Bởi một khi doanh nghiệp đổ thì quan chức cũng không thể nào che giấu sai phạm được nữa. Vụ án tập đoàn Phúc Sơn và tập đoàn Thuận An mới đây là một ví dụ. Mà nếu nói về quy mô, Novaland lớn hơn hai tập đoàn kia rất nhiều. Nếu Novaland đổ, không biết ai sẽ đổ theo. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết với bản tin thoi thóp hơn 2 năm, giờ tô cho rút ống thở Novaland. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bản tin lần tới từ Berlin, Trung Hoa. Vua là con bệnh thường trực ở 108, họ Tô chớp cơ hội
gây nghiệp lớn. Sáng ngày 6 tháng 5, đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã vào lăng viếng ông Hồ Chí Minh, đồng thời dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự lễ viếng lần này vắng rất nhiều người, trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng. Trong khi đó, phái đoàn lần này cũng có các ông bà cựu quan chức như cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Đoàn viếng lăng ông Hồ Chí Minh sáng ngày 6 tháng 5 vắng ông Nguyễn Phú Trọng vì đang nằm tại bệnh viện quân y 108. Điều đáng ngạc nhiên là người đương nhiệm và đứng đầu Đảng Cộng sản ông Nguyễn Phú Trọng vì sao không xuất hiện trong phái đoàn viếng theo truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên ông Trọng vắng mặt tại buổi viếng lăng và dâng hương như thế này. Mỗi lần ông Trọng vắng mặt đều vì lý do sức khỏe, ông đã không còn đủ sức để tham gia những buổi họp thường niên và những buổi viếng lăng hình thức. Ông chỉ xuất hiện trong những trường hợp tối cần thiết bởi sức khỏe của ông đang ngày một yếu đi. Nhiều nguồn tin nội bộ cung cấp cho Thời báo.de biết hiện nay Tổng Trọng đã rất yếu. Ông là con bệnh thường trực tại quân y viện 108. Thời gian ông gặp bác sĩ nhiều hơn thời gian ông gặp mặt các đồng chí của ông, trong đó có Tô Lâm. Công cuộc đốt lò hiện nay là do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dẫn dắt áp dụng những quy định mà Tổng Trọng đưa ra sau khi có kết quả, mới báo cáo lại cho Tổng Bí thư. Có thể nói Tô Lâm hiện nay có quyền tiền trảm hậu tấu, nghĩa là ông cứ đánh theo ý của ông rồi giải trình với Tổng Bí thư sau. Hầu hết những lý do mà ông Tô Lâm đưa ra đều khiến ông Trọng không thể nào phản bác và có lẽ cũng chẳng còn sức lực để mà phản bác. Tuy nhiên, bằng chứng mà Tô Lâm đưa ra là quá rõ ràng và việc xử lý là theo những quy định do chính ông Tổng bàn ra. Ông Trọng vẫn hô hào là chống tham nhũng không có vùng cấm, nhưng thực chất ông lại âm thầm tạo ra rất nhiều vùng cấm cho các đệ tử của ông trú ngụ. Nay ông đã lực bất tòng tâm, thường trực trên giường của bệnh, nên chỉ biết Tô Lâm báo cáo gì thì nghe có vậy. Ông đã không còn khả năng bảo vệ các vùng cấm của ông được nữa. Hơn thế, nếu ông phản đối Tô Lâm thì lại há miệng bắt quài, nên đành phải chấp nhận. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nằm viện trường kỳ, Tô Lâm tự tay đốt lò rồi báo cáo khi chuyện đã rồi. Chưa bao giờ cơ hội đến với Tô Lâm lại to lớn như thế này, bởi khi ông Tổng phải nằm viện liên tục, ông tự tay giao quyền lực vào tay Tô Lâm. Tất nhiên, Tô Lâm sẽ tận dụng tốt cơ hội này. Đầu tiên, ông cho đánh vào các đệ tử ruột của Tổng Bí thư như Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Tiếp theo, rất có thể ông sẽ chĩa nòng súng vào các thành viên của Ban Bí thư. Khả năng cao nạn nhân sắp tới sẽ là Thường trực Ban Bí thư, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, bà Trương Thị Mai. Tại cuộc họp báo vào ngày 4 tháng 5 vừa qua, ông Tuấn Sô đã có khoe đại ý. Tổng Trọng đã khen ngợi lực lượng công an về thành tích chống tham nhũng và yêu cầu lực lượng công an quyết tâm quyết liệt chống tham nhũng hơn nữa, theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, không thể xác định được những lời của ông Tô Lâm nói là nhắn lại lời ông Trọng hay là lời của ông Tô Lâm, theo kiểu nhét chữ vào miệng người khác. Nếu là lời của Tô Lâm thì ông mượn uy tín và quyền lực của Tổng Bí thư để mà mưu cầu việc lớn, bởi chính Tô Lâm đã đánh vào tận xào huyệt của Tổng Bí thư, rồi lại viện lý do Tổng Bí thư yêu cầu quyết tâm, quyết liệt chống tham nhũng hơn nữa, theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Vậy nên, ông Tổng cũng đành phải chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vua là con bệnh thường trực ở 108, họ Tô chớp cơ hội gây nghiệp lớn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de